Phòng mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cực là có nhiều cây bao có cây thuần băng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ phát mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiểm thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mì ngọc làm hoa mã não làm quả lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi bao có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phát ra âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy ý hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu phẩm vang khắp càng cõi phật âm thanh du dương hòa nhà tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến con đứng của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm thôi chuyển cho đến khi thành phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là âm hưởng nhẫn hai là nhu thuận nhẫn ba là vô sanh pháp nhẫn này à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi phật ấy làm cán phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cứ căn của phật vô lượng thọ vậy phẩm mười sáu nhà cửa lò gác chán đường tỉnh xá lò quán lang can nơi coi phật vô lượng thọ cũng do bay bao tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni sức sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cũng có chỗ giảng tụng thọ thính kinh hành những vị tư đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm hoặc a la hàm vị chưa chứng a di
thiện tri ca về ấy từ niệm đạo thuyết đạo hành đạo đầy đủ pháp hệ. Phẩm mười bảy suối ao còn đứng hai bên gian đường có ao suối chạy quanh ngang dọc sâu cạn bằng nhau hoặc mười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần phận lặng thơm sạch nước đủ tám con đường. Trên bờ có vô số cây chiên đàn cày trái các tường hoa quả thơm to chiếu sáng rừng rỡ lá dày che khắp trên ao tỏ ra cả mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo nướng bay xa thế gian vi đường. Cán ao bằng bày bao đáy vàng cán vàng cán hoa sen ư bác la băng đàm ma câu vân đầu phấn đà lấy nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nước chung sanh muốn tâm nếu muốn nước đến chân đến gối đến lưng đến cổ hoàng muốn rươi thâm thân muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hay từ từ nhất nhất theo ý muốn giúp pha giận tanh phá mê khai ngộ sạch sẽ yên tình các bao dưới đầy phản chiếu khắp nơi sống gần lăng tăng phát ra bồ lượng âm thanh vi diệu đạo tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng tâm lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quang đánh thọ về khi nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tục căn lành y muốn nghe pháp nào chỉ có pháp độ phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thối tâm bồ đề những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thân bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt không còn nghe tên khổ nào khổ nạn của tam đồ và dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui thinh tự nhiên do vậy nước nó gọi là cực lạc. Phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dung sẵn chúng sanh ở nửa cực lạc lòng lấy hơn thế không có tương sai biệt khi vì tuân theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này a nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên đế vương diện mạo hình trạng há có thể sanh bằng không đế vương nếu so với chuyển vương thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin chuyển luân thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ trời đế thích so với cõi trời thưa xấu thua xa trăm ngàn lần cõi trời thứ sáu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sánh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc được đến như cung điện y phục ấm thật như là những vật ở cung trời tha hoa tự tại còn như hoài đứng phân vị thần thông miên hoa của họ thì ca
gấp trăm ngàn vạn ưng lần hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được. A nan nên biết coi nương cực là của Phật Vô Lượng Thọ. Có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế. Phẩm mười chín thọ dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới cực lạc. Hoàng đã sanh, hoàng đang sanh, hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy. Hình dung tướng màu đoan nghiêm phương đứng vô lượng trí huệ sáng suốt thân thông tự tại thọ dung phong túc cung điềm phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chèn bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra. Trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng không có đài tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham luyến hương vị. Dùng rồi liền biến mất đêm giờ ăn lại hiện ra lại có nhiều y phục bao đêm dài mũ áo bằng anh lặng trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng tất cả tự nhiên mặc vào thân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi bảo dặn trên không linh bảo treo thắm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hình sức tráng lệ lầu cán lan can mái hiên điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung hoặc trên đất bằng. Thanh tình yên ổn vi diệu an vui thì đầy đủ. Phẩm hai mươi gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới văn và cán cây bao phát ra âm thanh vì diệu diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã. Các ba la bằng lửa vô vàng thứ hương đứng ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định. Lại thổi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đấng thứ lớn theo sắc không có tạm loạn êm dịu sáng sạch như đâu la miên chân đi lên lung sau bổn long tay. Khi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ qua cõi giờ ăn hoa ấy tự mất mặt đất sạch sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiên rơi cùng khắp như trưa không khác như vậy sau lần mỗi ngày đêm. Phẩm hai mươi mốt sen bao và quang lại có nhiều hoa sen báo cùng khắp cả nước mỗi mọi hoa báo có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh. Hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bảo trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen tỏ có hoặc nửa do tuần. Hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do
Tạng có 36,000 đức Phật sắc thân tự kim. Tướng có thù đặc mỗi mỗi đứng văn lại phóng ra 100,000 hào quang chiếu khắp 10 phương nói pháp vi diệu chữ Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22 quyết chứng cực quả lại này A Nan coi nước đứng Phật đó có cảnh tôi tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tôi đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không có sự tham đắm nhà cửa. Mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân cũng không có nhà ở riêng biệt chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an là tối thượng nếu có trai lành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định. Quyết sẽ chứng được A Nau Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc đường. Phẩm 23 mười phương chư Phật ta tương tán lại nữa xuất tương lưới rộng dài phóng vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi trong đinh bấn ca tư nghi của đức Phật vô lượng thọ hằng xa thế giới chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tăng như thế tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đứng Phật vô lượng thọ phán tâm tâm tình nhớ nghĩ thọ trì quy cúng dường cho đến phát một niềm tình tin nếu có căn lành nào chí tâm hùng nguyện sanh về cõi cực lạc ấy. Tùy nguyện vãng sanh được bấm thôi chuyện cho đến qua vị vô thường chánh đẳng Bồ Đề. Phẩm 24 ba bậc vãng sanh này A Nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có 3 hàng bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tam dục dung làm sa môn phát tâm Bồ Đề. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm các công đức nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi bàn chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện lên trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó. Tự nhiên hoa sanh trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần thông từ tại này A Nan nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà phải phát tâm vô thượng Bồ Đề phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc. Nhóm chưa được căn lành nào nên đêm hồi hướng do thấy được Phật nên khi sanh về nương đó được Phật vẫn thôi chuyện cho đến quả vô thượng Bồ Đề hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng Bồ Đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà tuy đã làm nhiều không đứng giữ gìn trai giới xây dựng tháp tường cung dường treo phàn đốt đèn dựng cung hoa hương tất cả đều phải
Quang A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính Đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó. Nhịp thọ tim dân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc ở bằng bắn thôi chuyển vô thường Bồ Đề không ở đứng trí huệ kế bậc thường phẩm. Hàng hà phẩm là những người giả sử không ai làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sau còn chút nghi ngờ lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung mong thấy Đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc trung, nếu có chung sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Vô Lượng Thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc. Nghe pháp rộng sao hiểu rộng ra cho đến được một niệm thanh tịnh pháp một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó. Người này mang chúng thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước cực lạc. Được bấm thôi chuyện vô thượng Bồ Đề lại này A Nan, nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực là pháp tâm Bồ Đề. Dự cán giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ khiến được an vui hằng nhờ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước cực lạc ở phương Tây. Người ấy khi mang chúng có sẵn tượng trang nghiêm như Phật sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thôi truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng thiền định nhưng hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dục không nói dối không theo về không nói lời hung dữ không nói đâm thọc không tham lam không giận hờn không si mê ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. Có nhiều công đức nhiều sự trang nghiêm chi tâm quy đảnh lễ cúng dường người ấy khi mạng chúng không kính sợ tâm không rối loạn liền được vãng sanh về cõi cực lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia không rảnh tu trai giới nhưng tâm thanh tịnh lúc rảnh rồi yên tĩnh thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng từ tâm tinh tâm không hờn giận ganh ghét không tham tiếc keo kiệt không ăn hận hồ nghi hiếu thuận trong tin tin sau lời Phật dạy tin làm lành đắng phước phụng trì ca pháp như vậy không được thiếu mất suy nghĩ chính chắn muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát những người
vạn sanh đều đường bất thôi chuyển. Thân sanh đủ 32 tướng có sẽ được thành Phật, nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyện cần sáng tối cầu đạo công ngừng nghi. Sẽ được cánh qua không mong chi nguyện này á nan, do điều lời này nên vô lượng vô số bông ca tư nghị vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dường tan tan công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lệ cũng nghe pháp lại nữa á nan, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới muốn đánh lệ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc đem hương hoa tràn phàn bao cái đến chỗ Phật cũng kinh cũng dường. Nghe giảng kinh pháp và xướng danh ca ngợi sự tuyên dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà, bây giờ đứng Thế Tôn nói bài tụng rằng đồng phương ca cõi Phật số nhiều như hằng sa. Hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, Nam Tây Bắc bốn phương thường hà cũng như vậy, thấy chi tâm tôn trọng dân cũng ca trân diệu phát những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần. Cứu khánh thần thông huệ chứng nhằm sau pháp môn, nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong cả sự cúng dường siêng tu không biên trẻ quan cõi thù thân kia vì diệu khó nghĩ bàn. Công đức rất trang nghiêm cõi Phật khá có bằng, nhân phán tâm vô thượng nguyện mau thành Bồ Đề, bây giờ vô lượng thọ kim dung hiện mỉm cười hào quang từ miệng ra. Chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đánh Phật Bồ Tát, thấy quang này liền chứng bấm thôi chuyển, tất cả chúng trong hội đều vui mừng hơn hở lời Phật như sấm vang. Tiếng vang âm vi diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà, thâu rõ tâm chỉ cầu cõi nghiêm tình thọ ký sẽ thành Phật, vì rõ tất cả pháp như mộng huyền, tiếng vang tròn đầy các diệu nguyện. Quyết thành như cần là bia cõi như ảnh tượng phán tâm thề nguyện lớn rốt ráo hành Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ ký sẽ thành Phật thông đà ca pháp thành. Hết thảy không vô ngã chuyên cầu tịnh cõi Phật, quyết thành như cực là nghe pháp văn phùng hành đà đến chốn thanh tịnh tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù thân vô biên cõi do nguyện lực Di Đà. Nghe danh cầu vãng sanh đến bằng vân thôi chuyển lâm thề nguyện Bồ Tát nguyện cõi này không khe cấm độ hơn thầy chúng đều phán tâm Bồ Đề bỏ thân luân hồi rồi đều đường lên bờ giáp cùng sự bản ứng Phật giáo cấm căn cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cực lạc. Phẩm 27 ca tháng Phật đứng này A Nan Bồ Tát ở cõi cực lạc, nhờ oai thần của Phật trong khoảng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràn phan.
Đồ cung dường khởi tâm liền hiện đủ căn cứ chân bảo thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát. Nếu muốn rải hoa liền trên không trùng các hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn. Lớn có trăm ngàn sáng sáng mọi sẵn có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười gió tuần cứ vậy lớn dần trầm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trướng sao thư lớp ân hiện nếu không có ai cùng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không vang tiếng nhà phi diệu tán thán Phật đức chốc trong lá trở về môn quốc tu hòm tái giảng đường. Thần bảo nghe Phật vô lượng thọ rộng vàng diệu pháp tâm ni thông trìa vui mừng đài ngộ lại có gió thơm thôi hàng cây báo phát âm thanh vị diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ý nguyện cung dường không dứt. Chư thiên đem năm ngàn hoa hương vàng thứ ký nhà đến cũng dường Phật và chúng Bồ Tát thanh văn chư thiên trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức hoài thần bốn nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cung dường cán đứng như lại có căn lành tương tụng không giảm thiêu khéo tu tâm khéo nhiêm thủ khéo thành tựu vậy. Phẩm 28 đại sĩ thần quan này A Nan chúng Bồ Tát tài coi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian biến thế tâm ấy thiện ác lời nguyện cầu khi nào được thoát ly lục đạo được khai ngộ được vãng sanh của chư thiên nhân loại cho đến các loài bò bay xuân đồng chúng thành văn ở cõi Phật kia có thân sáng tam thừa cảnh sáng của Bồ Tát chiếu xa một trăm do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quy bằng nhân hoài thần và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới tôn giả nan thư phần bạch đứng thế tôn hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phần nói một vị tên là Qua Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi ta bà tu hành Bồ Tát được sanh về cõi cực lạc thường ở hai bên ta hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật liền đến hiện ở thế giới này làm nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tin ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 nguyên lực hoàng sau lại này A Nan tăng ca Bồ Tát ở cõi Phật này hoằng hiện tại hay vị lai đều rất rôn rao đường những sanh bộ sư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh. Làm sư tử hông mặc áo giáp làm những công đức trang nghiêm cho thề nguyện của
của mình. Tuy sanh trong đời an ngũ trược thì hiện đồng loài cho đến thành Phật, không có cô sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Y của Đức Quang vô lượng thọ muôn độ thoáng tăng cả chúng sanh khắp mười phương thế giới, sanh về cõi cực lạc đã đến niên bàn, đã làm Bồ Tát thì quy chân thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoáng. Thiện chuyện công nghị thanh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật, đó đạt đến niên bàn chứng quá Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp không khó tăng thêm. Vì sao vậy? Vì như biển lớn là vô các dòng nước chảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũng không thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà bên biển rộng lớn sáng đẹp mang lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lụy đến khi con làm Bồ Tát ân đức bồ thí của Phật vô lượng thọ khắp mười phương công cùng cực sâu rộng không lường không thể nói hết đường. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại này A Nan, thiền định trí tuệ thần thông ngoại đức căn, vì Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn mật tạng, chư Phật rất sâu xa rốt ráo sanh tỏ điều phục các căn. Thân tâm nhu nhuyễn tâm nhằm chánh huệ không còn dư tâm, thân hành theo lời Phật dạy hành thân giác chi tu ngũ nhãn rõ biết chân đế đà cả tục đế nhục nhãn, thì so đó thiên nhãn thấy thông suốt. Phạm nhãn thấy biết thanh tịnh, huệ nhãn biết rõ chân không, phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phạm tánh biên tài tổng trì từ tại vô ngại, biết rõ vô biên phương tiền ở thế gian, nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa lý. Cứu độ ca hữu tình diện nói chân pháp vô tưởng vô vi vô phược vô thoát vô phân biệt, xa lìa điên đảo đôi vọng thọ dùng không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi phẩm không ưa không chán. Không mong cầu cũng không chăm trưa cũng không có tưởng oán hận đây kia. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trương, thành tựu vô lượng công đức dùng chân thần trí thấu rõ càng pháp là như như biên rõ phương tiện giảng giải về tứ đế không thinh hồng thuyết thế gian thinh luận thánh pháp biết tất cả pháp đều không tịch. Tâm khi phiền nào chướng ba sở trí chướng đều chứng sành ở trong ba cõi bình đẳng, xin tu cứu cánh nhưng thừa đến bờ giải thoát. Quyết dứt lời nghị chứng vô sở đắng dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biết an trụ thần thông được nhưng thừa phận quá không nhờ vào người khác. Phẩm 30 mô công đức chân thần trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu di thân sáng chói như nhân nguyện tâm trong
trong ba trắng như tuyết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình bình đăng tất cả thanh tình như lửa lửa sành trần câu hưng hưng như lửa đốt hết phiền não không chấm trước như gió không vì chương ngài pháp âm như sấm vang tân tình kể chưa giác mưa pháp cam lộ thâm nhuận chúng sanh thanh như không bao dung tất cả thanh tình như hoa sen lìa xa ô nhiễm như cây nỉ câu che khắp rộng rãi như chùy kim can phá tan tà chấp như núi tia phi tà ma ngoài đạo không loay chuyển đường tâm chánh trời khéo giỏi quyết định luận pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong ngoài sáng sanh phạm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục đánh trong pháp làm pháp tra sang huệ nhận phá si ám thuần tịnh ôn hòa tịch định an nhiên làm đại đạo xưa điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba đập thung dung từ tài nhân duyên nguyện lần phá sanh thiền căn phá dẹp ma quân tôn trọng cúng dường chữ phần đèn sáng cho thế gian ruộng phước tội thân an lành tồn bập tham thọ cúng dường hiền hết hoàng hay mạnh bào không xa xa thân cương đẹp đẽ công đức biên tài đầy đủ trang nghiêm không ai sanh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộn rao cán ba la mận an trụ vào tam ma địa bất sanh bận diệt giáo hóa khắp nơi cán quấy hàng nhi thường A nan ta nay lượng hỏi chân ta công đức càng hàng Bồ Tát ở thế giới cứng là kia tất cả đều như vậy nếu nói rộng ra trái trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được phẩm 32 to là không cũng tầng phần bảo di lăng Bồ Tát và thiên công đức tri huệ của thanh văn Bồ Tát ở cõi đứng Phật vô lượng thọ không thể nói em đưa cõi nước cũng là kia vi diệu an lạc thanh tình như vậy há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ tự nhiên thành tự xuân nhâm cũng dường quán kinh tu đà pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm mà không coi chuyện ý không giải đại ngoài hiện an nhàn trong lại tịnh tấn dung cánh trùm cả thai hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trần thân tâm khiết tình không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chánh không bị tà tâm quên đạo tuân lời phật dạy quyết không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình bình thản không tham dung tròn thanh thiền nguyện giống lòng cầu tiến từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung đã đến giải thoát từ thanh bản nhiên hoàn toàn thanh tình chi vô thượng thân tâm tịch định an lạc hốt nhiên
tâm khai đạt lý giác ngộ điện để thấy được thập tướng ca pha bản thể vũ trụ. Quan sanh xen nhau tất cả chỉ là như như biên chuyển vô cùng quân đơn việc thành tăng bảo năm ro vàng vàng sáng sanh hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì sanh đường. Rõ ràng không trên dưới thông suốt không ăn mê vậy phải hết sân siêng năng tình tấn tu tập quy chánh đưa quán sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà. Chấm dân năm thu đông kinh an đào đàn đào không có vạn sanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên bỏ tất cả như không. Siêng năng niệm phật cầu sanh quyết đến cực là tỏ mạng an lạc không cùng há lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ căn. Phẩm 33 quyển dù sanh tấn người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc thân làm lụng đệ tử cũng cách tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang. Lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo toan không nhà lo nhà quyến thuộc tài vật có hoàng không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Nên ít muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thường nướng lửa trộm cướp oan gia trái chỗ lửa chìm tiêu tan sạch sẽ tâm ấy cứ cứ không chịu buông xả màn chúng hết thở không ai tránh khỏi. Nghèo giàu như nhau sao khổ trăm môi thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã đừng trong đối nhau. Hề có tranh cãi liền sanh giận dữ thành oán thù nhiều kiếm về sau sự việc ở đời đêm nhiều khổ lụy tuy chưa gặp phải phải gặp có ý tưởng ngăn trừ con người vì ai dục nên phải sống chết qua lại sao nếu từ chiều con. Vui không ai thay thế đường lành giờ biến hóa theo đó đi thọ sanh không đồng tu họp không hàng kỳ lúng còn cường trang sao không nỗ lực tu tập đời đến lúc nào. Người đời không biến biết được tốt xấu các cũng hòa phước thần trí ngu mùi lại theo cánh giáo điều khác liền tìm điên đảo nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu xí xem. Chẳng tin kinh phá không biết lo xa say mê dần hờ tham đắm tài sắc tròn chẳng ngừng nghĩ thật đáng thương thay đời trước ô mùi không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì sanh tử luân hồi. Thiện ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có từ thứ nhìn lại nào cha khóc con còn khóc chúng sẽ anh em vợ chồng than khóc lăn nhau một đời sanh tử tiếng đưa thương tiếc buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Nghĩ nhớ anh sao không ngoài tình dục sao chẳng suy cùng sẽ kỳ chuyến tâm hành đạo khi tuổi già mạng hết không biển
làm sao ké mê thì nhiều người ngộ đạo rất ít phần nhiều ôm lòng giết hại. Án khí tràn đầy làm điều hư dối trái ngược trời đang mắng tình tạo tội khi mạng sống an đoa vào án đạo không biển này ra các người phải nghĩ khi xa lìa điều á xin làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi. Đều phải ly biệt chẳng có vui gì nên phải siêng năng tình tấn cầu sanh về cõi an là được trí huệ sáng suốt công đừng thù thắng đừng theo tâm tham dục cô phù kinh giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm đường mở sáng ngài Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành đứng thế tôn lời thế tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ưu khổ Phật là đấng pháp vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh. Quang minh vô tận trí huệ không cùng đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng. Phần bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp các hết lưỡi nghi dựng hết ái dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thì chánh đạo độ người chưa độ các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luôn chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ và cũng khổ bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ hồi thôi bận tình không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ âm xấu nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhập. Trước từ đồ mình lại ra đồ người đã lòng cầu nguyện chưa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi về sao được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng. Vĩnh viễn chứng sanh sanh tử không còn khổ hoàn thọ mạng ngàn vạn kiếm tử tại tỷ nên phải tinh tấn cầu đạt tâm nguyện không được nghi ngờ. Như còn chúng nghi hoặc sẽ sanh về cung điện thân bao ở biên địa của nước cực là chiếu ca tai anh trải qua 500 năm ngày Di Lặc bành phần bành đứng thế tôn chúng con xin vâng lời phật dạy khiêm cần tu học y giáo phụng